Phòng 61, chào chú cho biết là ba cái kiệu đó gồm là những ai chú cho khán giả phòng 61 biết rồi. Dạ. Tại vì theo thường lệ mấy năm trước á thì chỉ có hai kiệu thôi. Dạ. Là một kiệu của bà cô với một kiệu của ông Thủy Thành. Dạ. Năm nay đặc biệt là có ba kiệu là có bà coi như là bà Nam Hải. Dạ. Đi nông Nam Hải á. À. Là nên năm nay được ba kiệu. Ba kiệu là mới có hình như năm nay ba kiệu hay là năm nay đây. Dạ, mới có năm nay mới năm nay mới có mấy năm trước là hình như có hai kiệu ha. Mấy năm trước có hai kiệu, một dạ. Kiệu là của bà cô với một kiệu của Thủy Thần. Dạ, Thủy Thần. Năm nay là một kiệu của Nam Hải nữa. Dạ, thì một kiệu của Nam Hải là mới năm nay thôi có thôi, còn mấy năm trước có. Là mấy năm trước không có. Là chỉ con có hai kiệu ha. Bộ mặt năm nay là thấy đổi mới rất nhiều lắm. Dạ, đổi mới rất nhiều ha. Dạ. Dạ chú cho biết là chú là thầy của 10 đội lân đúng không chú? À. Dạ. Chú nhớ đội lân nào chú kể khán giả nghe chú. Thì cái đội gốc của thầy tổ là của Thanh Long Đường. Dạ. Rồi An Hòa Đường. Dạ. Rồi của xã An Hòa. Dạ. Rồi Hưng Phước Đường là của xã Phước Tân. Dạ. Tý Lân Đường là của thành phố Long Khánh. À. Dạ. Rồi một đội của Phong Nghĩa Đường của đất đỏ. Phong Nghĩa Đường có đây chưa? Phong Nghĩa Đường nó chưa qua. Chưa qua dạ. À, rồi một đội Linh Thắng Đường. Dạ. Rồi một đội An Nhất. Dạ. Hùng Nghĩa Đường. Dạ. Chú cho biết tại sao mà cuối cái chữ là có chữ đường là sao nha chú? Chữ đường là cái đạo con. Dạ, chữ đường là cái đạo hả? Mà cái đạo cái vỏ đường vậy đó. À, vỏ đường là phải vỏ thì phải có đạo, đường là cái chữ đạo. Dạ. Dạ. À, hiểu chưa? Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, hiện bây giờ là chưa có đến giờ, sắp đến giờ thì các trật tự anh em ở đây là đã dọn dẹp khá là trật tự nha bà con chú ha. Dạ, để trống để rước kiệu bà. Rước kiệu bà từ ở Vinh Cô nha bà con chú ha. Đây. Từ Vinh Cô thì đi xuống như qua bên đâu chú, qua bên cái đó là cái mộ cô ha. Dạ. Qua bên mộ cô bên đây nha bà con chú ạ. Rồi từ mộ cô sẽ dòng về Phước Tỉnh, dạ, Phước Tỉnh, dòng là Phước Tỉnh, dạ, rồi không quay lại là Vinh Cô nhưng mà con chú khoảng 7 giờ rưỡi, 8 giờ là về Vinh Cô ha, dạ, khoảng hơn 7 giờ thôi, dạ. Chú có nói với phòng 61 là chú là làm bệnh cái tâm linh, là bệnh trị bệnh ở cái chùa nào chú cho khán giả biết? Tứ Sơn Tự. Tứ Sơn Tự, dạ, chú trị bệnh như thế nào và sao cho khán giả biết chú ha? Nói chung ra thì mấy cái bệnh về tâm linh đó, nhưng mà mấy cái vong nhập rồi đó. Còn ở Trần thì những cái đau nhất là cái gì mình giúp được mình giúp. Dạ. Cái đó là phước đức vô lượng vô biên ha. Chú ở chùa nhưng mà chú nói nãy cái tu nói tên chùa gì chú? Chùa Tứ Sơn. Chùa Tứ Sơn, chú ở chùa Tứ Sơn nhưng mà núi Bình Đạm á, nhưng mà chú không có rành về tụng kinh, nhưng mà chú giỏi về bên thì bệnh mà cái dạng bệnh tâm linh ha, mà chú cũng phải dạ bệnh tâm linh ha. Dạ, chú rất là, nếu mà làm vậy là phước đức vô lượng ha. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ. Phòng 61 xin chào cô chú anh chị ha. Dạ, hiện giờ chuẩn bị là rước kiệu bà nha bà cô chú ha. Dạ. Có mấy anh em lực lượng đi xuống để gọi là giữ trật tự ha, trật tự nha bà cô chú ha. Dạ. Còn phòng 61 làm bên quân đội thì phòng 61 thấy cái ngành quân đội này, phòng 61 liên tưởng nhớ đến con ha. Dạ, phòng 61 đi này cho cũng ba tầng ha bà cô chú ha, cũng bên ngành công an. Dạ, đi quân đội nhưng bên ngành công an ha. Dạ. Dạ thì bây giờ các anh các chú đã vẹt ra hai bên đường ha để làm một cái lễ rước kiệu bà ha cô chú ha. Thầy phòng 61 nãy cũng thấy chú cái chia sẻ là được tất cả là ba kiệu ha, ngày trước thì chỉ có hai kiệu thôi. Dạ, bây giờ là được ba kiệu ha, mới cái năm nay là được cái kiệu thứ ba nha cô chú ha. Dạ. Dạ, phòng 61 được biết chú là đệ tử của gì rồi chú, xin kể cho khán giả biết chú. Của đệ tử của thầy Mã Thanh Long ở quận mấy chú? Ở ngay ga Hòa Hưng bây giờ. Ngày xưa là năm mấy nổi tiếng, năm đó năm nào chú? Trước giải phóng luôn. Dạ, trước giải phóng. Mà sư phụ thầy giờ là Mã Thanh Hoàng. Mã
Mã Thanh Hoàng. À, Mã Thanh Hoàng. Dạ. Dạ. Còn chú là mã gì? Mã Thanh Nguyên. Chú là Mã Thanh Nguyên ha. À dạ, chú là Mã Thanh Nguyên nha bà cô chú ha. Dạ. À. Dạ, phòng số 1. Dạ, phòng số 1 xin chào các cô. Các cô ở đâu vậy? Hồ Chí Minh á. Dạ, còn cô này. Chào buổi sáng, đầy năng lượng. Dạ. Đó gì cô? Thành phố Hồ Chí Minh. Máy đỉnh hả? Máy đỉnh. Dạ. À, các cô, các chú ở đây mình có ai mà hết cậu Năm Vũ Linh không ha? Có chứ. Có hả? Dạ, fan của chú Năm. Fan của chú Năm hả? À, vậy là... Fan của Hồng Long. Dạ, đúng là fan Hồng Long ha. À, Vũ Linh, Máy Đỉnh ha. Dạ, phòng số 1 có một cái kênh là phòng số 1 và... phòng số 1 TV chuyên về quay mộ của cậu Năm Vũ Linh ha. Dạ. À, còn hôm nay thì phòng số 1 quay phòng số 1 Bến Cát. Dạ, phòng số 1 Bến Cát để mình ghi những cái sự kiện nó vui vui như thế này thôi. Dạ, còn cái kênh riêng của phòng số 1 là chuyên về mộ của cậu Năm Vũ Linh ha. Dạ. À, mong tụ. Dạ, cảm ơn các cô ha. Dạ. Dạ, chào các cô. Dạ. À, đây là đoàn lăng ha. An Hòa Đường ha bà con cô chú ha. Dạ. Ở Biên Hòa ha. Dạ, ở Biên Hòa. Tân Vạn. Tân Vạn. Dạ. Tao đã coi. À đúng rồi. À dạ thưa bà con cô chú, đằng đông là hướng này ha bà con chú, hướng đông là hướng này. À thì và mấy chú mấy anh ở đây là đợi cho khi mà trời đã sáng hẳn lên là sẽ làm một cái lễ rước kiệu bà ha bà con cô chú ha. À dạ, năm nay đặc biệt là gồm có 3 cái kiệu ha. Dạ. Dạ, phòng số 1 xin chào cô chú anh chị ha. À, hiện bây giờ là sắp sửa rước kiệu bà ha bà con chú ha. Dạ. À, sắp sửa là rước kiệu bà nha bà con chú ha. Bên bên tay phải của phòng số 1 là một cái đoàn quân là gồm áo xanh áo vàng, còn bên tay trái thì áo đỏ và áo xanh đậm ha, còn áo vàng ha. Dạ. À, sao không biết là màu sao mà nó ngon ngon vậy ha. Dạ. Còn đằng trước nữa thì phòng số 1 thấy có các cô gọi là các cô đang cầm lọng nha mọi cô chú ha. Dạ, cô đang cầm lọng để che bà, cầm lọng với quạt, với dù ha. Dạ các cô, chứ không phải là nam ha, mà nữ. Dạ. À, dạ thì phòng số 1 thấy hai bên đây là có khán giả đến để coi như xem là cũng như ủng hộ ha bà cô chú ha, khá là đông. À dạ, tấp nập luôn. Dạ. Chưa có tới giờ nha bà con chú ha. Dạ chưa ra. À thì mình rước kiệu, mình rước từ trên chánh điện đi xuống nha bà con chú ha. Dạ, rồi đi xuống như rồi xong đi ra ngoài biển ha. Dạ, đi ra ngoài biển xong rồi đến cái mộ của cô phía bên tay trái nha bà con chú ha. Thì xong qua tới mộ xong rồi phải quành về bên Phước Hải bên đây và bên tay phải, rồi xong sẽ quành về nha bà con chú ha. Lịch trình là sẽ như thế. Dạ. Wow, kiểu chuẩn bị chưa, đang chuẩn bị nha bà con chú ha. Dạ chưa, đang chuẩn bị nha. Dạ đây là những hồi khắc thiêng liêng nha bà con chú ha. Dạ chuẩn bị khởi kiệu nha bà con chú ha. Dạ đó, thấy đoàn đi từ ở trên Vinh Bà đang xuống nha bà con chú ha. Dạ wow, đó kìa. Dạ để phòng số 1 room gần lại cho bà con cô chú chị xem ha. Dạ đang chuẩn bị khởi kiệu nha bà con chú ha. Dạ. Wow. Wow. Khá là đông nha bà chú, khá là đông nha bà con chú ha. Dạ. Dạ đây là hai bên đầu quận này nha bà con chú ha. Dạ. À đặc biệt là mà những cô phụ nữ ha, thiếu nữ ha. Dạ những cô cũng hơi lớn tuổi trong ngoài nữa. Dạ. À cầm còi hai bên là cô nhưng mà cô chú ha. Dạ. Rồi, đó, tóc đầu khởi lên nha bà cô chú ha. Dạ. Wow. Rồi. Dạ. Wow. À. Dạ. Wow, đây mặc đồ đẹp quá mà không biết là như vậy ha bà cô chú ha. Để phòng số 1 sẽ phỏng vấn thử coi. Dạ. Như thế nào, tìm hiểu như thế nào ha. Đây là cũng như là một cái ông vua ha. Dạ cho con hỏi mình đóng vai gì vậy? Dạ. À đi đầu thai em. Dạ. Dạ. Không được có hát tạm tạm.
tọa quy phục bình yêu tí xíu nữa, hát tam tọa quy phục bình yêu. À, còn đây là kiệu bà nha bà cô chú ha. À, thì ba cái nhang này là trường tượng cho ba cái kiệu nha bà cô chú ha. Dạ. Rồi bắt đầu là tiến ra và hành ra nha bà cô chú ha. Dạ. Dạ. Đoàn đang tiến ra, dạ. À. Dạ, đây là cái kiệu đầu tiên nha bà cô chú ha, dạ. Rồi kế nữa là cái kiệu thứ hai, dạ. À, Phong số 1 chưa biết cái kiệu tên gì ha, dạ bà cô chú ha, dạ. Đây là cái kiệu thứ ba, cái kiệu cuối cùng nha bà cô chú ha. Dạ. À, anh cho biết cái kiệu thứ ba này là kiệu gì anh? Kiệu này là kiệu của ông. À, cái kiệu này là kiệu mới năm nay có phải không? Dạ đúng rồi ha. Dạ. À, đây là lính nha bà con ha. À, đóng vai quân lính đi sao nha bà con chú ha. Dạ. Anh cho khán giả biết cái kiệu mình là kiệu gì hả? Dạ. Kiệu này của ông. Của ông hả? Kiệu bà trước. Của bà? Kiệu bà trước hả? Kiệu bà trước. Dạ. Kiệu bà là kiệu bà gì vậy? Bà cô. À, kiệu bà cô hay bà cô chú ha? Dạ. Dạ thưa bà cô chú ha, đây là những giây phút thiêng liêng. Dạ. Cũng như là khá hơn là cái bằng hoành tráng thiêng liêng nha bà cô chú ha. Không có câu văn từ nào đã cho hết nha bà cô chú ha. Dạ. Rồi rồi. Tổ chức khá là lớn ha bà cô ha. Dạ. Rước kiệu bà thì bây giờ là khởi kiệu xong là khoảng chừng một tiếng nữa là sẽ quanh bên ngược quanh về ha bà cô chú ha. Dạ. Phát cho một tiếng nữa. Dạ. Đóng vai mẫu hậu vui vậy nè ha. Dạ. Thì ba cái lư hương và tượng trưng cho ba cái kiệu nha bà cô chú ha. Dạ. Wow. Dạ, đây là ba cái bài vị nha bà cô chú ha. Đây. Đây là ba cái vị bài vị nha bà cô chú ha. Rồi bây giờ ra biển nha bà cô chú ha. Nhưng mà Phong số 1 không có ra biển được ha. Ra biển xong cái đi bên đảo đến mộ của Kinko ở ngoài ở hướng này nha bà cô chú ha. Hướng bên đi trái màn hình. Dạ. Đó. Anh em nào mà có ra ngoài ghi thì ra ngoài ha. Còn Phong số 1 không có ra ngoài ghi được. Dạ. Wow. Có mấy chiếc tàu ha, hai chiếc tàu đã rước vô bà. Cái kiệu bên màu xanh bên đây nha bà cô, không có gì viền vàng ha. Dạ. Rước kiệu, ba cái kiệu đều bên đây hết nha. Dạ. Còn cái kiệu xanh mà có viền vàng đây thì không có. Phòng số 1 thấy không có rước kiệu bà ha. Cái kiệu bà thì bên đây ha. Dạ. Cái bài gì á, dạ cũng như là cái bài gì bà con chú ha. Mình ở đây mình chơi khoảng chừng một chắc trên nửa tiếng vậy á. Dạ là sẽ hoành vinh về ha bà con cô chú ha. Dạ. Để coi xem khoảng chừng đây là nước biển lên nè. Dạ. Dần lên. Dạ. Dạ Phong số 1 chào cô. Dạ. Cô mình đến từ đâu cô? Ở Phan Thiết vô. Ôi, Phan Thiết hả? Dạ. Mình đi lần này là thứ mấy cô? Dạ, đi năm nào cũng đi rồi. Năm nào cũng đi hả? À. Cô đi đến đây lúc mấy giờ cô? Đi vô lúc chiều ngày qua. Dạ, chiều ngày qua hả? Dạ. Ở lại đêm nè. Dạ, cô rất thích được kiểu bà hả cô? Dạ. Cô có cầu mong gì không cô?
cô cũng còn mong nhà có ăn kia ăn người còn à, rồi cũng sống người biển á, rồi cũng cầu chúc để lên đây cầu khẩn cô để kiếm làm ăn cho có rồi này nọ vậy. Cô mình làm nghề gì, bố người biển hay nghề gì cô? Cô làm nghề biển. Dạ cô làm nghề biển ha. À, thì mình cũng mong cho bà giúp cho cô cũng như ghe cô thì làm ăn được khá giả ha cô ha. Dạ. À, cô cũng cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ chào cô. Cô là một khán giả nên nhau cô chú ha. Dạ. Cô làm nghề biển giờ cô cũng đến đây cầu mong cho bà giúp phù hộ cũng như gia hộ cho bà được làm ăn được ha. Ô ô ô vẫy tay chào bà cô chú ha. Đó, ôi ôi mấy những chiếc ghe chạy ra nó bị kẹt két kẹt dạ kẹt bị kẹt đang kẹt két nha bà cô chú ha. À, hiện bây giờ thì nước đang ròng hả bà con cô chú dạ dạ nước bây giờ đang ròng. À, dạ hiện bây giờ là đang có bị kẹt két nha bà con chú ha dạ đưa rước của bà dạ ra ngoài đó rồi thì chưa có ra được nha bà con chú ha, đang bị kẹt dạ đó chiếc nào cũng đang kẹt hết nha bà con ha, cũng nhờ cô chú anh em đang có ủng hộ để đẩy ra ha bà con chú ha dạ chứ hiện bây giờ hai chiếc ghe là cũng đang có bị mắc kẹt chạy lên ga nè bà con chú ha, lên ga xịt chổi đen luôn, đại khái là mình dùng cái từ đó đi dạ mà cũng vẫn chưa có chạy được nha bà con chú ha đó nước bún lên tung té dạ nước bún lên tung té mà chưa có chạy được ha dạ rồi ơi wow một cái chiếc xe hình như có viền màu vàng hình như nhóm nhóm ra được không dạ khi nhóm ra được rồi thì con sóng cũng dập bên vô tiếp bà con cô chú ơi dạ nguyện cầu sao cho bà đi suôn sẻ nha dạ bà với ông dạ hôm nay có ông nữa nha dạ đi suôn sẻ dạ gia hộ đi một chiếc ghe có viền vàng đã đi trước hay nha bà con chú ha dạ về có viền vàng để đi trước rồi còn cái ghe này là có bà dị bà với ông là chưa có ra được nha bà con chú ha dạ chưa có ra được dạ còn cái ghe chở những quân tướng xanh có viền vàng này đã ra khơi được rồi bà con chú ha sẽ về bên phía bên tay trái màn hình là tức là về cái mộ ha mộ của cô xong rồi sẽ hoành về bên Phước Hải ha bà con chú ha đây Phước Hải đây dạ rồi xong rồi phải xong rồi sẽ quanh về đền ha bà con chú ha dạ vào mong cho bà đây cái bà dị của bà khiền ghe của bà đã ra được dạ ra được khơi ha dạ đó đang chạy đó vô gà xịt cô đen nha bà con chú ha dạ dạ rồi thầy đến đây phòng 61 cũng xin kết hút clip ra nha bà con chú ha phòng 61 sẽ ghi cái clip vô nha bà con chú ha bà con chú thông cảm bây giờ mình ở đây mình đợi thì cũng hơi lâu nha bà con chú ha dạ bye bye xin chào cô chú hẹn lại clip rước kiệu bà quanh vô dạ rồi tất cả là hai chiếc ghe đã được đi ra ngoài khơi nha bà con chú ha đi lúc ra ngoài kia xong mới quanh lại cái mộ của bà nha mộ của bà chỗ này nha bà con chú ha dạ rồi xong mới quanh về Phước Hải dành quanh về Phước Hải đây rồi xong rồi mới quanh lên ha dạ đến đây phòng 61 xin hướng cô clip phòng 61 xin nguyện chúc cho tất cả cô chú mình là thật nhiều sức khỏe thật nhiều may mắn thành công trong công việc bye bye xin chào cô chú hẹn gặp lại clip rồi clip tiếp sau nha dạ. Yeah.